kinh nghiệm chuyên đi đám cưới của em, tất cả những cô dâu đều mặc áo cưới màu trắng để thể hiện cho sự trinh nguyên, tinh khiết, tinh khiết, lộng lẫy nữ hoàng. Em có biết cái bài hát đám cưới người ta không? Đám cưới anh xin hát một bài dành cho cô dâu chú rể đêm động phòng vậy cho nó hăng à. Tay này em cầm ly rượu à, tay kia cầm mic cà rau. Chào tại sao chọn Khả Như vậy? Dạ tại tính thẳng phát thẳng luôn ạ. À, ăn phát ăn luôn hả? Hay quá, tính đức chờ. Trong ngày hôn lễ ở nước Đức, trời hỏi Như hỏi hôn lễ. Em không có kinh nghiệm đám cưới nhưng mà em có kinh nghiệm đi ăn đám cưới. Không buồn hả chị? Đi ăn hoài không em buồn. Em đi ăn đám cưới là tính nay là khoảng 20 mấy năm rồi á. Em đi ăn đám cưới người yêu cũ có luôn, là thôi nôi đầy tháng con là em đi hết mà. Hôn lễ ở nước Đức, hành động cùng nhau cưa đứt một thanh gỗ của cô dâu và chú rể có ý nghĩa gì? Rất là đơn giản. Rồi, cưa đứt một cái gì đó có nghĩa là muốn cắt đứt một mối quan hệ cũ. Em có biết cái bài hát đám cưới người ta không? Đám cưới anh xin hát một bài dành cho cô dâu chú rể đêm động phòng vậy cho nó hăng à. Tay này em cầm ly rượu à, tay kia cầm mic cà rau. Chưa kịp hát thì bên kia đã đòi vô vô nhà nhà lên vô. Tại vì mục đích là gì ạ? Mục đích của chị muốn nói đó là nếu như em không cắt đứt với người yêu cũ thì đám cưới của em người yêu cũ sẽ tới đó và hát một bài dạch mặt em. Do đó, đó là hành động cắt đứt mối quan hệ với người yêu cũ. Dằn mặt cái gì vậy hả? Cắt đứt mối hệ cũ. Thôi bữa chị đi đám cưới người yêu cũ, chị có lên hát một bài không? Không, chị không hát tại trước đó ảnh cắt đứt chị rồi. Xin hỏi Hải có tin hay không? Em tin đã. Chốt. Em tin chốt. Trước không? Tin ạ. Em chốt rồi đúng không? Chị nói thêm cái option nữa coi em còn tin không được không? Dạ vâng chị. Tại vì ở nước ngoài mà khi mà em cưa một cái cây gỗ, cây gỗ tượng trưng cho cái sức sống, cái sức mãnh liệt. Nếu như mà em cưa đứt cái đó chứng tỏ em có sức mạnh hơn nó. Thì cái chuyện mà em cưa cây gỗ đó là một cái hành động, cái hoạt động cũng như là một cái động tác tập thể dục cho đêm động phòng của cô dâu. Khởi động làm nóng đúng không? Mình đi cưa gỗ gì? Lỡ nhưng mà cưa từ sáng tới chiều mệt lả người, tối không làm gì được hết. Thì cái đó là chuyện của cô dâu chú rể bu. Tôi ghê. Ủa sao giờ này Buka hay bàn mấy chuyện này quá ta? Đúng rồi. Đam mê quá. Ê tới tuổi hả cưng? Ủa sao vậy? Em đang nói theo câu chuyện thôi mà, cuốn theo chiều gió. Quyết định cuối cùng. Quyết định của em đó là cưa để mà làm động tác tập thể dục để mà chuẩn bị cho đêm tân hôn. Hải tin hay không? Không tin. Không tin chị chắc à? Chắc chắn là không cuối tin. Cuối cùng em cũng không tin rồi hả? Cái đầu thì tin nhưng mà cái sau thì nghe nó không đúng lắm. Không nó tin. Không tin ạ. Là một sự lựa chọn. Cưa đứt một cái gì đó có nghĩa là muốn cắt đứt một mối quan hệ cũ. Nếu như em không cắt đứt với người yêu cũ thì đám cưới của em người yêu cũ sẽ tới đó và hát một bài dạch mặt em. Em tin đã. Chị nói thêm cái option nữa coi em còn tin không? Nếu như mà em cưa đứt cái đó chứng tỏ em có sức mạnh hơn nó. Một cái động tác tập thể dục cho đêm động phòng của cô dâu chú rể. Không tin. Chính xác. Đáp án phải là mong có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Người Đức quan niệm rằng khi hai người cùng cưa đứt được một thanh gỗ thì trong cuộc sống hôn nhân chỉ cần đồng lòng với nhau thì mọi việc khó khăn đều có thể vượt qua nhờ sức mạnh của cả hai người. Giống như người Việt Nam đi tát biển Đông vậy hả? Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn. Một giáo nữa từ vị trí của Khả Như. Chặn đi em. Anh Hoàng Phi đúng không? Dạ, em chọn chị Khả Như ạ. Dạ, chào em. Dạ, chào chị. Nhảy cách một cái hả? Chặn thôi, phải chặn thôi. Trong ca khúc Khác Biệt To Lớn, điều khác biệt của cả hai là gì? Em biết bài đó không? Dạ không. Bài đó là anh Trịnh Thanh Bình ngồi bên cái đàn. Ngày em nói ở bên cạnh anh quá nhiều mệt mỏi, anh đã cố gắng kéo nhưng lại thôi. Ngày anh nói ở bên cạnh, ngày em nói ở giữa chúng ta có khác biệt quá lớn, là do em cần ai đó thôi. Điều quan trọng nhất đó là ai đó là ai? Ai đó là ai? Giới tính thứ ba. Một ngày đẹp trời, cô gái phát hiện ra người yêu của mình yêu một chàng trai khác. Thế là cô gái hậm hực bỏ đi. Cô gái không có cách nào để chia tay hết, không thể nói thẳng tại vì xấu hổ, nên cô gái phải nói với chàng trai là mình không hợp nhau. Chàng trai cố gắng níu kéo, cô gái lại không chịu nữa.
cô gái lại tiếp tục bỏ đi. Cô nói là khác biệt quá lớn, khác biệt quá lớn, khác biệt về giới tính nó mới quá lớn như vậy thôi em. Tin hay không tin Khả Như? Em có nghe mang máng ở mấy quán cà phê mà con ăn rồi mà em không biết bài này. Bài... em. Dạ, em không biết bài này là khác tin biệt. Tin hay không ạ? À? Dạ, dạ em. Em tin ạ, à? Phải tin. Tin chị. Dạ. Sự lựa chọn tin Khả Như là sự lựa chọn. Không chính xác. Khi đố về bài hát là chúng ta đã có phần trả lời nằm ở trong. Trong lời bài hát. À. Là do em cần ai đó. Đó hơn. Là do em cần ai đó hơn. Chị hát rất kỹ như đọc vậy đó. Em cần ai đó hơn. Hồi nãy chị hát rất sơ sài vậy chị. Không, chị hát đàng hoàng. Em cần ai đó hơn. Hát tới đó là được rồi, còn thêm giới tính rồi vô làm chi nữa. Làm người ta bị hoang mang. Bây giờ cơ hội thuộc về Việt Mỹ. Tại vị trí Khả Như mang về chiến thắng. Câu hỏi này sẽ giúp cho Việt Mỹ giành chiến thắng. Câu này dễ, vị trí Khả Như. Ai là người khởi xướng phong trào váy cưới màu trắng đầu tiên trên thế giới? Trời ơi. Với kinh nghiệm chuyên đi đám cưới của em, tất cả những cô dâu đều mặc áo cưới màu trắng để thể hiện cho sự trinh nguyên. Tinh khiết. Lộng lẫy nữ hoàng. Mà cái gì liên quan tới nữ hoàng thì em sẽ nghĩ tới nước nào? Anh Elizabeth. Quốc. Châu Âu. Mình nói khu vực cái đã. Châu Âu. À. Lâm nghĩ nước nào ạ? À, em nghĩ là công chúa Disney. Cái gì? Disney. Còn Disney là nước nào? Disney. Nước nào á? Nước nào? Nước áo. Cái chuyện nước nào mình đã đoán gần đúng rồi. Nhưng mà ai là người nghĩ ra thì chúng ta thường hay nhắc đến một người công nương rất là nổi tiếng. Em có thể đoán được ai không? Diana. Công nương Diana. Diana. Yeah. Diana. Công nương Diana. Em xin chốt luôn đáp án của mình đó là công nương Diana. Diana. À. Rồi. Vị thân mến, đáp án Diana tin hay không? Không. Em tất cả những cô dâu đều mặc áo cưới màu trắng để thể hiện cho sự trinh nguyên, lộng lẫy nữ hoàng. Thì chúng ta thường hay nhắc đến một người công nương rất là nổi tiếng. Chốt luôn đáp án của mình đó là công nương đây nè. Em không tin. Không. Ủa? Tin. Em biết không? Em thấy nói chung mọi người chị nói không thuyết phục lắm. Vậy? Em thì không biết nhưng mà có ai biết không bạn? Nữ hoàng Elizabeth. Nữ hoàng. Ờ thì công nương gì đó Diana đó. Đó là công nương thôi. Công nương á. Nếu như cái sự không tin này mà là chính xác thì Việt Mỹ sẽ chiến thắng. Và thưa quý vị, cuộc chơi còn tiếp tục hay không? Không tin Khả Như là chính xác. Yeah. Chúc mừng. Trước đó có rồi. Ba nhau rồi. Người phụ nữ đầu tiên mặc áo cưới màu trắng đó chính là nữ hoàng. Nữ hoàng Victoria. Yeah. Victoria. Victoria. Vào thế kỷ 18 và 19 chưa có xà phòng nên việc giặt giũ váy cưới chỉ được thực hiện bằng khăn lau và nước. Vì thế một chiếc áo hay váy trắng nếu bị bám bẩn thì khó có thể làm sạch được. Những phụ nữ mua váy cưới màu trắng chính là để phô trương thanh thế và sự giàu có, bởi họ chỉ có thể mặc chiếc váy đó một lần. Mà người có tiền thời điểm đó là ai? Là nữ hoàng. Nữ hoàng Victoria. Rồi,